không biết bay. Xin chào huấn luyện viên, tôi đã xem cáo thị của quốc vương truyền kén người tài để huấn luyện bay cho chim ưng của quốc vương. Tôi đến xin được thử sức. Người muốn thử sức à? Bao nhiêu người đến trước đều là những huấn luyện viên chim ưng chuyên nghiệp, nhưng đều đã thất bại và phải chịu hình phạt nặng nề đó. Tôi có cách riêng của mình. Được, vậy đi theo ta. Nào, bay đi. Bay lên đi, bay lên nào. Bay lên đi. Người thấy đó, ta đã làm đủ mọi cách, nhưng con chim vẫn chỉ đậu trên cành mà không muốn bay lên. Nếu người vẫn muốn thử sức thì xin mời, nhưng nhớ là không được làm gì tổn hại đến nó đâu đấy. Dạ, xin ngài cứ yên tâm, xin hãy giao nó cho tôi. Một tháng sau, người vẫn để người nông dân đó huấn luyện chim ưng của trẫm sao? Kết quả thế nào rồi? Người nông dân này có vẻ tự tin lắm mà, nhưng kết quả thì còn chưa rõ. Thần sẽ đưa quốc vương đến nơi tận mắt kiểm tra. Hình như đúng chim ưng của trẫm rồi. Thật đáng kinh ngạc, không thể tin nổi. Mau gọi người nông dân tài giỏi kia vào đây, trẫm sẽ trọng thưởng cho ông ta. Dạ. Xin bái kiến quốc vương. Quốc vương vạn tuế. Không cần đa lễ, mau đứng lên. Trẫm muốn biết ngươi làm cách gì để chim ưng của trẫm bay được và nhanh vậy? Rất đơn giản thưa quốc vương. Tôi chỉ cần chặt những cành cây quen thuộc mà chim ưng vẫn đậu là xong. Ngươi có thể nói cụ thể hơn về cách làm của mình được không? Dạ. Thần đã đọc rất kỹ cáo thị và biết chim ưng của bệ hạ sống trong điều kiện quá đầy đủ, lớn nhanh và khỏe mạnh, nhưng suốt ngày chỉ đậu ở những cành cây quen thuộc. Nó sống quá dựa dẫm vào cành cây. Vậy, một khi mất cành cây, nó phải tự lập và dùng đến khả năng đôi cánh của mình. À, thì ra là thế. Hay lắm. Không ngờ đơn giản thế mà ta không nghĩ ra. Tấm biển chỉ đường. Này anh thỏ đen, vào một ngày đẹp trời như thế này mà chúng mình chỉ nằm ương ở đây thôi thì chán nhỉ? Anh bạn yêu quý, tôi thấy nằm thư giãn như thế này là được rồi, cần gì phải làm gì nữa. Anh nhìn xem, vì lúc nào anh cũng chỉ thích ăn xong là nằm ương, nên trông anh mới béo làm sao. Anh phải chịu khó vận động đi. Vận động ư? Mệt lắm, ăn bao nhiêu cho lại, chẳng vui tí nào. Tôi nghĩ ra rồi, chúng ta hãy cùng nhau chơi trò chơi đi. Nghe nói khu vườn cà rốt ở bìa rừng bên kia đã được thu hoạch, chúng ta sẽ thi nhau chạy tới đó. Ai tới đích trước thì cả vườn cà rốt sẽ thuộc về người đó. Anh có chơi với tôi không nào? Cà rốt ư? Gì chứ, chơi trò chơi mà được ăn á là tôi chơi luôn. Được, vậy khi hoàng hôn xuống chúng ta sẽ thi, ai thắng sẽ được thưởng thức bữa tối ngon lành luôn. Giờ thì đi ngủ trưa thôi nào. Mình trông béo ú thế này thì chạy làm sao kịp thỏ trắng. Mình phải đi xem địa hình trước mới được. Đường tắt tới vườn cà rốt. Hay quá, có cả đường tắt. Thỏ trắng mà nhìn thấy thế này thì anh ta sẽ đi vào đường tắt và về đích sớm hơn mình là cái chắc. Không được, cả vườn cà rốt mà vào tay thỏ trắng thì tối nay mình không có gì để ăn cả. La 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 la. Thỏ đen thật xấu tính, dám gian lận để thắng thỏ trắng. Thỏ trắng rất tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác. Anh ốc sên, để tôi giúp anh. Cảm ơn thỏ trắng. Thôi thôi, tôi phải đi đây.
Mưa to quá, tôi ướt hết rồi. Thỏ trắng chẳng sợ ấm mà giúp mình giữa trời mưa. Mình phải giúp thỏ trắng lấy lại cân bằng mới được. Này anh bạn của tôi, chúng ta chạy thi thôi nào. Được thôi, chúng ta thi nào. Hôm nay tôi nhường anh chạy trước, tôi đây chạy theo sau. Ừ, được thôi, tôi đi trước đây. Thỏ trắng kiểu gì cũng chạy nhau đường. Đường tắt gì mà xa thế này. Tại sao anh lại đánh trước tôi? Anh bạn của tôi đang chạy trên đường thì thấy tấm biển chỉ lối đi tắt, nên tôi chạy theo hướng chỉ của tấm biển. Anh cũng chạy theo lối tắt đó chứ. Tại sao lại như thế? Rõ ràng là... Dù tôi chiến thắng, nhưng ăn một mình thì thật là buồn. Anh hãy đến đây và thưởng thức bữa tối cà rốt với tôi. Anh thỏ trắng, tôi cảm ơn anh. Con vẫn ổn. Từ nay, đây là nhà của ba và bé Vi nhé. Con thấy thế nào? Ổn ba ơi, con thích lắm. Bé Vi có chuyện gì không vui à? Con nghe cô bảo hôm nay là ngày của mẹ. Bé Vi không nhớ ba từng nói gì à? Chúng ta là một gia đình đặc biệt. Con có ba và ba có con. Chúng ta cũng có những thứ tuyệt vời mà không ai có. Vì vậy, mỗi ngày trôi qua, con phải luôn thấy mình hạnh phúc. Nhưng con... Hay tối nay ba đóng vai mẹ, nấu cho bé Vi vài món ngon nha. Thế ba hỏi lại Vi nhé. Hôm nay con thế nào? Con ổn ba ạ. Cô Yến, cô sang chơi ạ? À? Ừ, nhà tôi vừa luộc bắp, tiện mang cho cậu và con của cậu mấy trái. Mà con bé Vi đâu rồi hả chú Tuấn? Cháu bảo Vi đi ngủ sớm để mai đi học rồi ạ. À? Cô Yến tốt với ba con cháu quá. Cứ cho hết cái này đến cái khác, cháu cũng ngại. Tôi hỏi thế này không phải, nhưng thấy cậu còn trẻ mà nuôi con cực quá. Chẳng hay mẹ con Vi đâu rồi hả Tuấn? Bé Vi không phải con ruột của cháu cô ạ? À? Sao? Tôi tưởng... Năm vừa ra trường, cháu đi tình nguyện tại một trại trẻ mồ côi và gặp được bé Vi. Con bé lúc đó mới 3 tuổi, nhưng chẳng hiểu sao nó quấn quýt với cháu lắm. Cháu cũng không nhớ vì sao mình quyết định như thế nữa. Nhưng từ hồi đó đến giờ, bé Vi là cuộc sống của cháu. Hai cha con lúc nào cũng có nhau. Vi là nguồn động lực để cháu chăm chỉ và nỗ lực hơn. Ra thế, tội nghiệp con bé. Bé Vi được cái lúc nào cũng yêu đời. Cháu tin là con bé sẽ vượt qua được những mặc cảm để sống hạnh phúc hơn. À, cháu còn vừa nhận được một việc làm mới nữa. Sắp tới hai cha con sẽ sung túc hơn nhiều cô Yến ạ. Bé Vi thấy ba thế nào? Ba đi làm ngày đầu phải ngoan nhé. Để con được tăng lương. Không được nói chuyện riêng trong giờ làm đâu đó. Nhất định thế rồi. Nào, bây giờ cha con mình đi làm và đi học nhé. Tôi Tuấn đây ạ. Anh Tuấn ba bé Vi phải không ạ? À? Tôi là giáo viên dạy lớp của bé Vi. Có chuyện không hay rồi anh ạ. À? Có chuyện gì vậy cô giáo? Bé Vi bị làm sao ạ? À? Chiều nay trong giờ ra chơi, một số bạn có trêu đùa không hay gọi Vi là đứa mồ côi. Sau đó bé Vi bỏ đi đâu mất.
Tôi và các thầy cô khác đang tìm, nhưng mà chưa thấy bé đâu. Vi ơi, con ở đâu? Vi ơi. Con đi đâu giờ mới về? Con có biết ba tìm con vất vả như thế nào không hả? Mạnh mẽ lên bé Vi của ba. Đừng buồn nữa. Ba sẽ luôn ở bên cạnh của con, là gia đình của con, và con sẽ mãi là con của ba. Con chỉ buồn một chút, một chút thôi ba ơi. Con nhớ lời ba dặn mà. Con lên đồi hái hoa về tặng ba, vì hôm nay là ngày đầu tiên ba đi làm. Con xin lỗi vì đã làm ba lo lắng. Ba ơi, hôm nay con vẫn ổn. Tốt lắm, thế mới là con gái ngoan của ba chứ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.